Giờ mình nấu, mình xào ha, xào cái gì tôm khô. Cái chảo cái con này chủ nhà ép cái phố ép phun cho nhà phun á là khá để chảo. Và phần nữa đó là mình nấu canh rồi. Giờ còn phần nữa này thì mình xào ha. Xào giống như xào bí đường vậy đó, xào tôm khô rồi cho bún tàu này cái nọ, mình muốn xào gì xào ha. Okay, this one I make stir fry. The young one, half I make soup, and then the half left I stir fry. Nó no á, cái hộp ăn cũng được luôn. Còn nếu không á thì ăn chán lắm. Some dry shrimp soak half hour. You can have chicken, whatever, any kind. I have nothing, so this one go with the seafood is so good, especially shrimp. Whatever I have in my fridge, I cook. Trái này ngon lắm nha, cũng giống về Việt Nam trồng không được. Gì mình đem về trồng không được. Như là chuẩn bị hủ tắc gì à, mỗi nhít lỏ phán này làm trùng tủ, như ra ngoài được chảo. Nè, mình có bean, like a bean shred. I soak for a couple minutes with the cold water. Này mình ngâm khoảng chắc 5 phút rồi đó. Đi đi hải phản xí, nó chăm mắt chẳng, chăm tung sợi, chăm xíu xíu. Mẹ tiểu ha mày chăm cho sấy con chàng chăm. This dry shrimp I soak in the water for half hour. Cái này mình ngâm rồi đó. Okay, we can we have garlic, green onion. That's it. Whatever I have, I cook. Mình có cái gì thì mình nấu cái đó. Okay. Rồi. 1 tablespoon oil. Cho nó phải đặc hơn. Cái phần trắng mình bỏ vô ha. Cái này mình để lại. I just make half. Mình sẽ phải một nửa thôi. Ôi, thảo ép phun nhé, cái này. Lâu có dành sạch kinh sai. Lâu quá, cái nhạc thảo. Thảo tản á. Còn dư lại mình xúc trứng á. You can stir fry with egg. Make omelette. Đấy. This is the cream water. Yeah, so, đi ha mày chấp cái nước mà tôm thì ngâm á bỏ vô luôn rồi xong rồi mình cho tí một vàng half teaspoon of chicken powder nửa muỗng bột gà phun ra chảo chì cái phẩm cái hủ tiền phải ngâm muối lọc hoàng. Cái bí này rất là ngọt, thành ra mình đã không cho đường ha. Nhưng mà bạn mà thích ăn ngọt à,
có thể cho đường. Đúng rồi, thì hỏi như tỏ tử nhớ uống sữa. I don't eat any sugar anymore, but some people like it. You can add sugar because this one is very sweet. One bowl, like one cup, một cup nước ha, một chén nước á, cái uống sữa. Như vậy ngọt sẵn thì quả nhất chẳng, mình sẽ cho nó chín ha. Cover the lid. Ở đây mùa đông rất là dài và mùa hè thì ngắn, mà cảm ơn Chúa là mùa hè mình cũng trồng được cái bí này, mà ngoài chợ thì không có bán. Mùa hoa xong như vậy, ví dụ hạ thiên suy nghĩ này tuyển tí là này ngọt thì tôi hữu chung dấu tí qua cũng mèo chi xe xíu choi xịt mùa hoa xong. We love here, even we have summer very short in Edmonton, but anyway we still have some squash to eat, so thanks God. Just stir fry until it's a little bit clear. Chảo cho một con thì yếu chi một con chục nó chảo sụp coi là mình xào tới khi nào mình thấy nó trong trong y như bí vậy đó. Đó chưa được cho sôi một lát nữa ha, giờ mình múc canh cho mọi người coi nha. Cái canh mà nè, cái canh này mà của nửa trái bí non đó mình nấu nè, nấu khoảng nửa tiếng thì tất cả mình đã ngâm rồi, mình ngâm nửa tiếng hết rồi, thành ra mình sôi cũng khoảng nửa tiếng là được rồi, cho tí muối nè. Ní co gì chi quá chứ ngoài cũng nó pu họ xin họ pu chỗ trồng nhậu trình có co pun nắp này nền có chạm cũng mà chờ cũng pu pun có chung cũng mà như vậy có đi điện chi bây giờ có tôi chăm sai nó nằm, so với chờ hút phai nằm cũng mà lọt tí xíu xíu dìm cho tí xíu muối thôi là được. Cũng mà đi xì mì đó ngọt cho lọt tí tê dìm cho ok là ok. This is my soup, the half of a young squash. There you go, we have like mushroom, we have a lotus seed, and we have like dry scallop. Okay, that's my soup for tonight. Để cho mình to cho 2 muỗng cà phê nước mắm. Cho to lượng trà chỉ có gì lộ. I give 2 teaspoon of coffee sauce and try taste. Perfect. I don't want to be too salty. Thank you.
cái gì tiếng hoa chúng mình sẽ thêm vào tá xíu xíu thêm lắm. Tôi ngồi làm gì tôi hãy phun không. This one we can do like a half soup, half stir fry. Mà thì hỏi gì phun không, phun chảo lắm. Cái này mình có thể giống như nửa xào. Có thể là mình cho nước hơi nhiều tại vì cái mình muốn làm đầu tiên xào đó. Bình thường nó chưa có xào món này nè. Thế nó non mình xào. This is the first time I stir fry, so I add too much water, so that I have like a half soup nè. Đó, xong rồi đó. Cho mình làm hơi có nước nhiều xíu thì mình có thể lần sau mình cho nước ít một chút tại vì cái bí nó cũng ra nước đó. Mấy bạn nào mà mình cho giống về trồng á, làm thử kiểu này ăn thử đây ha. Ngồi ở phía phần dầu, ngồi dầu bị đi qua đây xì hạ, đi vào phong sức lên. Thầy niềm chín tắc cô, lụ dầm tắc cô. Không mà lụ lá trường dầu chết có thon thêm. Và xin cài xìu, xin cài xìu, làm xì hạ cẩn xìu. You like it? Sao mọi người có thích món này không? I hope you like love it. Hồi nãy tại cá tôi họ ăn xì xì lá. Thôi phò xì không thấy hổ mổ xịt lá hổ mổ. Ok, bye bye.